Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng lễ khánh thành và an vị Phật tại Trung tâm Phật giáo Bảo Ân, Greenville, South Carolina. Điều hành ngôi chùa mới này cùng trường Việt ngữ Tre Xanh, chùa Bảo Ân đều do giới trẻ đảm trách phóng sự cộng đồng do Phạm Bá Hân, SBTN South Carolina thực hiện. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Phật giáo Bảo Ân, một ngôi chùa Phật giáo mới tại Greenville, South Carolina, ngày 10 tháng 2 năm 2019, tức mùng 6 Tết, để tường trình cùng quý vị lễ khánh thành và an vị Phật chùa Bảo Ân. Đây là một ngôi chùa thứ hai tại Greenville, South Carolina mới được hình thành từ hơn 2 tháng nay, với mục đích như vị hội trưởng cho biết. Cái việc thành lập cái chùa Bảo Ân để đáp ứng hai nhu cầu, thứ nhất là hoằng dương Phật pháp, thứ nhì là bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Đó là tại sao lý do cái lớp Việt ngữ chúng tôi kế thừa từ chùa Linh Quang đến bây giờ vẫn đào tạo cho các em để sau này các em không có quên văn hóa cội nguồn cũng như giữ được cái ngôn ngữ Việt của dân tộc. Buổi lễ hôm nay được sự chứng minh và chủ lễ của Thượng tọa Thích Thông Giải, giáo thọ tại Thiền viện Đại Đăng, California, cùng chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và khoảng 400 Phật tử và đồng hương ngồi chật bên trong chánh điện và đứng ngoài chánh điện. Nghi lễ mở đầu gồm chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, giáo kỳ Phật giáo Việt Nam và lễ tưởng niệm thật trang nghiêm. Sau nghi thức mở đầu, hội trưởng thay mặt ban điều hành chùa Bảo Ân ngỏ lời chào mừng, giới thiệu ban điều hành và mời thượng tọa chủ lễ, quý chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý đồng hương khai lễ lạc thành và an vị Phật. Sau phần khai kinh, các em trường Việt ngữ Tre Xanh chùa Bảo Ân lên dâng hoa cúng Phật. Kế tiếp là phần khai kinh và pháp thoại của thượng tọa chủ lễ. Hồi nãy chúng ta làm lễ an vị Phật. Quý Phật tử có biết tại sao mình làm lễ an vị Phật không? Phật ngài có cần an vị không? An vị ai? Chúng ta tổ chức lễ an vị Phật là một cái hình thức để chúng ta gọi là an vị cái đức Phật của mình đó. Sau đó thượng tọa đã phân tích rất sâu sắc kèm theo nhiều ví dụ cụ thể về Phật pháp thân và Phật hóa thân mà mỗi người đều có. Phật hóa thân là những vọng niệm, vọng tưởng, vọng tâm, tức là những ảo tưởng làm khổ cuộc đời mình và những tính toán choán hết tâm Phật. Phật pháp thân là chân tâm, như vậy an vị Phật là trở về với chân tâm, với Phật pháp thân. Thượng tọa cũng đề cập đến một việc rất quan trọng sau khi đã có công đức lập chùa. Phần cuối, ngài nói: lập cái ngôi chùa thì rất là dễ đóng góp vô ngôi chùa, nhưng mà thỉnh một vị minh sư để mà hướng dẫn cả đời tu. Nếu mà mình gặp vị minh sư hướng dẫn mình tà đạo thì sao? Suốt cuộc đời mình đi ra ngoài không à? Còn người mà vị minh sư hướng dẫn mình trở về với chính mình, rồi hướng dẫn mình tu cả một cuộc đời mình không có đi lạc được. Không có đi sai đường thì mình sẽ đi đúng chánh pháp, thì trước trời mình cũng sẽ được giác ngộ. Chúng tôi cũng ghi lại một vài cảm nghĩ của Phật tử tham dự và lời nhắn nhủ thêm của thượng tọa chủ lễ như sau. Anh em nhỏ đây, anh em trẻ rất là nhiệt tình và lo lắng công chuyện hết. Còn chúng tôi già rồi, chỉ có vài chút ý kiến vậy thôi. Tu chùa, chúc các chùa là rất được. Cái điểm thứ nhất cả là phải đoàn kết được Phật tử, tôi rất mừng. Vì con tôi là hoàn toàn ở đây. Trước mai á, con gái, nó nói theo cơ bố nó là...
dạ, chương Việt ngữ Tre Xanh đó thì cho các cô, các thầy dạy các em về biểu diễn, vừa học tiếng Việt mà vừa đóng góp trong cộng đồng. Quý thầy về đây an vị cái ngôi Tam Bảo này thì quý thầy cũng có nhắn nhủ quý Phật tử chùa Bảo An ở đây được cái duyên lành xây dựng ngôi chùa, thì hãy trên dưới một lòng cùng nhau xây dựng cái ngôi Tam Bảo càng ngày càng vững mạnh, và cuối tuần về đây tu tập, đó là điều mà cần thiết nhất. Lễ khánh thành chùa và an vị Phật chùa Bảo Ân được kết thúc sau phần văn nghệ mừng xuân rất đặc sắc do học sinh trường Việt ngữ Tre Xanh thuộc chùa Bảo Ân đảm trách. Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã theo dõi. Cuối cùng, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bông. Jackie Bông xin kính chào quý vị. Bộ Tài chính công bố khoản thâm hụt ngân sách quốc gia trong năm 2018 đã lên đến mức kỷ lục là 22 tỷ Mỹ Kim so với 18 tỷ năm 2016 và 20 tỷ năm 2017. Khi ông Trump vận động tranh cử năm 2016, ông cam kết sẽ xóa bỏ nợ quốc gia trong vòng 8 năm. Nhưng vì Tổng thống quyết định cắt giảm thuế và tăng cường quỹ xây dựng quốc phòng, nên thâm hụt ngân sách càng tăng cao. Sự việc trên cho thấy Tổng thống Trump không giữ được lời hứa như những dự đoán lạc quan ông đưa ra khi tranh cử. Nay, Tổng thống đổ lỗi cho Quốc hội không tuân theo sự dẫn dắt của Tổng thống vì không mạo hiểm duy trì thuế thấp cho các nhà giàu và các công ty kinh doanh to lớn để họ phát triển kinh tế mạnh hơn. Tổng thống cũng đổ lỗi là Quốc hội không tăng ngân sách cho quốc phòng và bức tường biên giới nhiều hơn và cũng không chịu giảm trợ cấp xã hội nên nợ công tăng cao. Dân biểu Nita Lowey phản bác là bản ngân sách chi tiêu của chính phủ trị giá 4.7 ngàn tỷ Mỹ Kim và 8.6 tỷ xây bức tường là những điều không thực tế vì ngân sách tăng đến 6 lần nhiều hơn ngân sách quốc hội. Vậy, cử tri thấy là Hoa Kỳ có cơ vỡ nợ hay không? Mức thâm hụt kinh tế đã lên đến 214 tỷ Mỹ Kim trong tháng 8 năm 2018, gấp đôi so với tháng 8 trước 2017 và dự trù lên đến 895 tỷ Mỹ Kim năm 2019. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO dự tính tiền trả nợ công sẽ nhiều hơn chi tiêu quốc phòng hay chương trình Medicare trong năm tới. Ông Chris Edwards, phụ trách nghiên cứu chính sách thuế tại Cato, cho biết là nợ công tăng cao có thể gây ra khủng hoảng khi lãi suất tăng đột biến, nên chính phủ phải cắt giảm các nguồn khoản an sinh xã hội hay phải tăng thuế khiến nền kinh tế bị tổn hại thêm. Cơ quan Bloomberg ước tính là Tây Phương đang theo đuổi chính sách thắt chặt tiền tệ, gây áp lực lên giá trị tài sản và bất động sản bên Âu Châu, sẽ làm suy yếu thị trường tín dụng. Với những khó khăn về pháp lý của Tổng thống Trump, đến Brexit gặp trở ngại, tình trạng bất ổn chính trị ở Pháp, Đức, Ý và Ả Rập Xê Út sẽ tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Hiện tại đang có cuộc khủng hoảng, niềm tin về mặt kinh tế và chính trị trên thế giới, nên không ai có thể đoán được những gì sẽ xảy ra được trong tương lai. Ông Jeffrey Gundlach, CEO của quỹ đầu tư Double Line Capital, cảnh báo là kinh tế Hoa Kỳ đang chìm trong biển nợ. Trung tâm Bloomberg nói tiếp là bong bóng đang xì hơi. Dân chúng nên sẵn sàng cho một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Vậy cử tri có những lo ngại đến mức nào cho tương lai của chúng ta? Jackie Bông xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, bản tin Hòa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thanh Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân.